Có một cái phần giải thưởng phải nói là rất là hấp dẫn dành cho tất cả mọi người. Và ở này là mình bật mí trước nha, những ai mà xem video này á các bạn. Rồi, ông nào hỏi rau, ông nào hỏi về vấn đề rau, giơ tay. Hey yo, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Hà Hiền và các bạn đang xem video này trên Foro Barber TV. Ngày hôm nay thì trong một cái outfit phải nói là rất là summer các bạn. Mặc dù là trời của những cái nước khác nó cũng đã đông rồi, nhưng mà không hiểu sao Sài Gòn vẫn còn nóng quá. Sáng giờ cũng hơi quằn xíu, nhưng mà cũng may mắn là ngày hôm nay mình có một cái để mà khoe cho các bạn. Ngày hôm nay là một cái video khoe tập hợp tiếp. Thì cũng như thường lệ thôi, ngày hôm nay mình sẽ tập hợp và cũng giới thiệu cho tất cả mọi người về những cái dòng sản phẩm mà mới, thiệt là mới luôn. Ok, thôi hôm nay vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đến phần tập hợp. Let's check it out. Ok. Ồ, đây, hàng Mỹ nha các bạn. Hàng Mỹ vẫn là cái cách đóng hàng phải nói là rất chi là chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp luôn. Rồi, ở đây mình sẽ có rất là nhiều foam play. Đó, Suavecito foam play. Tại vì là các bạn biết rồi, nghĩa là các bạn có thể xem lại cái video của mình review Suavecito foam play, mình để đâu đó vòng vòng đây, hoặc là các bạn có thể bấm ở dưới ngay cái description ha. Tại vì nó quá ư là khủng khiếp các bạn. Đây là một con hàng phải nói là quá ư là ưa chuộng của giới trẻ hiện nay, và cũng giống như tất cả mọi người thích chơi, gọi là thích làm đẹp á. Ok, đây mình có một cái hộp gì đây. Huyền thoại của chúng ta đã trở lại rồi các bạn. Mình sẽ lấy ra cho các bạn. Huyền thoại của chúng ta đã trở lại rồi. Suavecito Oil Base. Đặt rất lâu, rất lâu rồi các bạn. Không còn hàng để bán, không còn một cái gì nữa để bán. Xấu hổ rất là nhiều khi mà đã nhập về rất là nhiều, rất là nhiều, nhưng mà vẫn không đủ bán cái dòng sản phẩm này. Thật sự, trời, vẫn là cái mùi đó các bạn. Vẫn là cái mùi đó, vẫn là cái mùi vị đó. Thật sự rất tuyệt vời, không có gì phải nói hơn. Đây là một cái dòng sản phẩm mà mình rất là ưng ý, mình rất là khoái, khoái. Thật sự là khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Mừng quá, mừng quá. Má về rồi các bạn. Và ở đây, để coi coi, hình như là đa số ở trong này á, nó là foam play với lại oil base. Cho nên là bây giờ mình sẽ đập một cái hộp khác nha các bạn. Hàng original đó, hàng chính hãng, nó khác, nó phải khác, nó phải đóng gói khác các bạn nhỏ. Quá trời foam play luôn các bạn, quá trời foam play luôn. Mình đang tìm một cái thứ khác các bạn, mình đang tìm một cái thứ đỉnh cao hơn. Mà trong cái video này, lần này á, mình có một cái thử thách cho dành cho tất cả các bạn, đó chính là các bạn hãy sử dụng foam play. Tại vì nếu như mà những ai mà đã xem video của mình về review foam play của Suavecito rồi ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy được là cái tính đa năng của nó, cái công dụng thật sự rất là đa năng của Suavecito foam play. Và ngày hôm nay mình muốn gửi đến cho tất cả các bạn một cái game. Thì cái game này nó sẽ mình sẽ viết ở trên cái fanpage của mình, và cái fanpage của mình là Foro Barbershop ha. Các bạn chỉ cần quay lại cái cách mà các bạn sử dụng Suavecito foam play, và các bạn tự tạo cho mình một cái kiểu tóc từ cái Suavecito foam play đó, và inbox hoặc là post lên trang cá nhân của mình, cùng với đó là hashtag Foro Barber Cut Club hoặc là và Coach Bom, thì các bạn sẽ tham dự, là thành viên tham dự chính thức của cái game lần này. Và cái game lần này thật sự là đối với mình thì mình sẽ có một cái phần giải thưởng phải nói là rất là hấp dẫn dành cho tất cả mọi người. Và này là mình bật mí trước nha, những ai mà xem video này á, các bạn sẽ có thời gian để các bạn chuẩn bị cho cái game đó, thì mình chắc chắn là nó sẽ rất là thú vị các bạn. Tại vì có rất là nhiều feedback từ khách hàng của mình á, gửi về cho mình là sử dụng khi mà họ mua bất kỳ một cái dòng sản phẩm nào, thì họ đều sử dụng tự họ vuốt lên cái kiểu tóc của họ một cái kiểu khác nhau đó. Cho nên là mình cũng muốn là lập một cái game nhỏ nhỏ vui vui vậy á, để cho tất cả mọi người cùng nhau chơi vô cái game đó, để lan tỏa được cái công năng, cũng giống như là lan tỏa được cái văn hóa pomade nó là cái gì đến cho tất cả mọi người. Ok, không lan man nữa, chúng ta sẽ quay lại với phần tập hợp. Let's check it out. Trong một cái hộp có một cái hộp khác. Đồ chơi của chúng ta đã tới rồi các bạn. Đồ chơi của chúng ta đã tới rồi, là chúng ta lại tiếp tục một lần nữa rất là được ưa chuộng. Đây rất là được ưa chuộng. Đồ múa bậy bạ các bạn, múa bậy bạ thôi chứ còn không có vấn đề đâu. Nhưng mà thật sự là
cái lược này là dùng để chải râu nha. Đó. Đồ, ai mua được cái lược này may mắn có hơi mình ở trong đó. Đó, đây là cái lược bướm, tụi mình gọi là lược bướm các bạn. Ghê ghê, made in USA đàng hoàng nha các bạn, hàng Mỹ đàng hoàng nha. Rồi, ở đây mình sẽ có cái gì đây? Đây là một cái dòng sản phẩm mà bữa giờ ai cũng hỏi, bây giờ muốn dưỡng râu thì dưỡng bằng cái gì? Thì đây, nó compact rồi đây. Đối với Suavecito thì thật sự là họ chỉ có một vài dòng dưỡng râu thôi các bạn. Nhưng mà nó sẽ cũng giống như pomade vậy, nó sẽ biến hóa, nó sẽ biến tấu thành rất là nhiều cái dạng hương khác nhau, là thứ nhất, thứ hai là vỏ khác nhau. Thì đây là một cái vỏ mà đối với mình cảm thấy rất là thú vị khi mà nó cùng với lại Tapatio, nghĩa là một cái hiệu tương ớt của Mexico để làm ra giống như là cái form chai của chai tương ớt vậy đó. Nhưng mà bây giờ nó là dòng, nó là dòng beer oil, dòng beer oil nghĩa là dầu dành cho râu. Và mình sẽ review cái này, mình sẽ review, chắc chắn mình sẽ có clip review cái này kỹ hơn cho tất cả các bạn xem. Ồ, nhìn mắc cười không? Rồi, ông nào hỏi râu, ông nào hỏi về vấn đề râu giơ tay. Ông nào hỏi về vấn đề râu nè, chăm sóc râu như thế nào nè, bóng râu như thế nào nè, dưỡng râu như thế nào, nói trả lời liền, giơ tay liền cho tôi, bỏ túi cái này liền cho tôi, nhanh lên, check it out. Ok, và ở đây mình cũng có thêm một cái loại khác nữa. Ở đây nó có ghi là minoxidil. Minoxidil là một trong những cái tên rất là được nhiều ở trong group mà chơi râu đó các bạn, thì họ luôn luôn nói về cái dòng sản phẩm này, nói về minoxidil. Thì thôi, nói chung là mình sẽ dùng cái chi tiết để mà mình chi tiết về cái clip review riêng về cái dòng sản phẩm này của Suavecito, và thực sự là rất là lạ. Ồ, mình cũng sẽ không mở ra cho các bạn xem đâu, mình sẽ giữ bí mật cho cái review của nó. Nói chung là trong cái hộp này nó có hai thứ. Thì các bạn hãy trông chờ cái video review của mình bằng cách là nhấn nút subscribe, comment, like, dạo gì đó trong những tất cả những cái video mình review lại, để các bạn có thể thấy được là thì ra là Hà Hiền ngoài chuyện quay phim hay, cắt tóc giỏi, còn có biết cách review nữa đó. Kiểu dạng vậy. Ok, mình giỡn vậy thôi. Và ở đây mình lại một lần nữa thưa các bạn, đó chính là gì? Deodorant, một cái dòng này lăn nách các bạn. Đó, lăn nách, mình chưa có clip review luôn á, mình chưa có clip review lăn nách luôn á, thật sự là vậy luôn á. Bây giờ vẫn phải nhập hàng là các bạn hiểu rồi đó, nghĩa là không, người ta rất quan tâm tới cái chuyện này, người ta rất quan tâm tới cái chuyện mùi hương trên cơ thể của họ. Và thật sự Suavecito đã làm rất tốt luôn trong cái dòng sản phẩm này, vừa ngăn ngừa được rất là nhiều thứ. Và mình xin lỗi, mình một lần nữa mình xin lỗi các bạn vì đã quên đi làm cái review cái dòng sản phẩm này cho tất cả mọi người. Mặc dù là chưa review gì hết nhưng mà bán hết mã rồi. Mệt quá, đi ăn cơm thôi. Đơn giản chỉ là vậy thôi các bạn. Đó là tất cả những cái gì mà ngày hôm nay, một cái ngày tuổi của mình, mình có thể mang lại cho tất cả các bạn. Và hy vọng một lần nữa các bạn sẽ comment cái gì đó hay để mình có thể có cớ để mình tặng quà cho các bạn. Thì thứ nhất, thứ hai nữa là hy vọng là các bạn sẽ tham gia những cái chương trình của mình. Thì các bạn theo dõi fanpage nha, tại mình sẽ post cái game đó lên cho các bạn chơi, và các bạn join vô cái chơi với cái game đó để các bạn gì, các bạn show cái khả năng của mình, các bạn show cái cá tính của mình, các bạn show được cái vẻ đẹp nhan sắc của các bạn. Và cùng với đó là các bạn cũng có thể nhận thưởng được những cái quà thưởng, những quà tặng, và nó là rất là giá trị đối với mình nha, đối với mình. Ok, đơn giản chỉ là vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ subscribe kênh để xem những video khác. Mình có để lại tất cả các link ngay bên dưới cái description. Bye bye. Peace. Đi ăn cơm đây.